Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1250 top cần có ký hiệu là IVR nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click xuống phần link mô tả dưới video bên trong tab chatbot nè bạn. Rồi, các bạn bấm sổ số này góp nha các bạn. Rồi, những việc đầu tiên các bạn son kênh group kênh seller nè các bạn. Bạn son cho kênh group nè. Rồi bạn bắt up lên nè các bạn. Son tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet tăng 3 người bạn vào nè các bạn. Máy mình sao yếu quá to. Rồi trên tại Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Đây là dự án khá là tiềm năng nè các bạn. Rồi bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tụi bị viết cái game nè, tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Bên này bận quá nên không có ra video cho các bạn. Rồi, sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi bạn xin tiếp kênh channel nữa nè. Rồi tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Twitter account của nó nè. Rồi, trên tờ Twitter bắn like nè, các bạn chỉ dẫn tờ Twitter đi các bạn. Các bạn gõ A cộng Airdrop. Rồi Airdrop ta nè các bạn. Rồi bạn tờ Twitter lên các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm register nè. Rồi các bạn lướt captcha là chữ bot là cái hộp hả ta? Đúng rồi. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email quăng vào các bạn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ BNB Samachen Bet 20 trên chocolate của các bạn nha bạn. Rồi mọi người lên chữ bot này các bạn. Rồi tiếp tục con submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Con bot này mình chatbot khá là quen thuộc các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cạnh cùng nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sao chép đường link tại Twitter mình nè, gọi là chatbot nè. Rồi tiếp tục các bạn submit link retweet nè thì cái bài hồi nãy nè. Rồi cái bài các bạn đã tăng ba người bạn các bạn thì bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nè. Rồi các bạn chia sẻ bài này nè, các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Như là chatbot nè. Rồi, nó có chọn kênh seller không, bấm my hero net nè. Sau đó họ có follow tờ Twitter bấm my hero net nè, sau đó bấm vào menu nè các bạn. Rồi bạn bấm mi balance đi chiếc số cầm kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 1250 top cần IVR nè, các bạn gì kênh ghép chia sẻ cho về những thân kiếm top cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.